Sở Y tế Đà Nẵng vừa có báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về việc mua sắm sinh phẩm xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 liên quan đến công ty Việt Á. Theo đó, vào tháng 5 năm 2021, trước yêu cầu cấp bách của công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 và để đảm bảo kịp thời sinh phẩm xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đề xuất mua 70.000 test sinh phẩm xét nghiệm Life Power EVA SARS-CoV-2, 1ST Realtime RPCR Kit, hãng sản xuất là công ty Việt Á với giá dự toán là 509.250 đồng trên một test. Cơ sở xây dựng giá dự toán của mặt hàng sinh phẩm xét nghiệm này gồm 3 báo giá thị trường và các quyết định trúng thầu trước đó, được công khai tại Tổng công khai kết quả đấu thầu Bộ Y tế theo quy định. Từ ngày 2 tháng 7, Bộ Y tế cập nhật giá bán công khai sinh phẩm này là 470.000 đồng trên một test, cho đơn hàng dưới 500.000 đồng trên một test, 367.500 đồng trên một test, với đơn hàng từ 500.000 đến dưới 1 triệu test. Trên cơ sở đề xuất của CDC Đà Nẵng, Sở Y tế phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu với tổng số lượng mua sắm là 200.000 test, đơn giá là 367.500 đồng trên một test. Hội đồng thẩm định Sở Y tế thực hiện thẩm định hồ sơ xin ý kiến Hội đồng mua sắm phòng chống COVID-19 thành phố gồm các thành viên Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an thành phố và lấy ý kiến Sở Tài chính về giá dự toán mua sắm, đồng thời tổng hợp xây dựng báo cáo trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Xét nghiệm là một trong những biện pháp then chốt phòng chống COVID-19 để kịp thời bóc tách F0, truy vết F1, khoanh vùng cách ly phù hợp để thực hiện tốt công tác xét nghiệm và theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Hệ thống xét nghiệm Real-Time PCR của Đà Nẵng được tăng cường với 9 đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc và 5 đơn vị xét nghiệm khẳng định. Trong đó, CDC Đà Nẵng là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong tham mưu tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2, phục vụ giám sát và kiểm soát dịch bệnh. Trong năm 2021, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, CDC Đà Nẵng chủ động tham mưu tổ chức thực hiện tăng cường giám sát, xét nghiệm chủ động theo quy định, trong đó thực hiện phương pháp gộp mẫu 10, mẫu 20, thậm chí là 30 mẫu để vừa đảm bảo tính kịp thời, tăng năng suất xét nghiệm, vừa tiết kiệm chi phí.